là một cây trắc dây, một cây trắc dây gắn một cái lụa rin, chơi theo phong cách lạ mắt. Đây, thì đổi quay một vài vòng cho mọi người xem. Rồi, về đo một vài thông số. Như bây giờ tại cái phần lũa này, đo tại cái lũa phần lũa này là nó là 40 nha mọi người, là 40 nha, 40. Đấy. Thì đo theo cái phần sóng tại vị trí này là nó là khoảng 16. Cái cây này là chơi phong cách lạ mắt cho nên là thật sự đo nó cũng rất là khó đo mọi người. Thì bây giờ đo cái chiều cao cả phần lũa đây mọi người xem. Đó, như đo tại cái vị trí như thế này lên tới đỉnh phần lũa là nó khoảng là 70, khoảng 70, và cái đo theo tán ngang như thế này, tán ngang như thế này thì nó tầm khoảng là 40. Và cái chậu này là cái chậu vuông, kích thước chiều cao là 30, và cái vuông nó là 20. Đấy. Thì cái cây này là chúng ta chơi theo cái phong cách cây lạ mắt nha mọi người. Bonsai một người B phần lũa này, cây sống rất khỏe rồi nha mọi người. Đây phần sống nè, phần sống đây là lũa rinh nha mọi người, lũa rinh. Cây này là chúng ta để trên một cái đôn cao một chút xíu là nó sẽ rất là đẹp nha. Rồi, để đưa camera xa ra. Đó, xa ra. Để quay tổng thể để cho mọi người nhìn hết được cái tổng thể của cây. Cây rất là khá hay nha. Rồi, mọi người xem video một lần nữa nha. Một cây trắc dây. Rồi, một cái cây trắc dây. Cái trắc dây này thì giao lưu với mọi người giá là 1.800.000 bao ship. 1.800.000 bộ xe đường thi bao ship cho mọi người nha. Thì mọi người quan tâm thì xem kỹ video, xem kỹ kích thước để hình dung được độ lớn thật sự của cây. Nếu quan tâm cây nào thì gọi điện trực tiếp cho bộ xe đường thi, thì số điện thoại bộ xe đường thi để trên tiêu đề. Chúc mọi người một cái ngày cuối tuần có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và xin chào tất cả. Hải Châu. Một cốt ba thân. Cây Hải Châu mini đỡ bàn, một cốt ba thân. Đấy. Dòng Hải Châu thì lá nhỏ cho mọi người. Cây này cũng tương đối là phôi thôi. Giao lưu ra giá cộng đồng rất hữu nghị cho mọi người về, chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta chơi tiếp tục nha. Hàng bonsai xa đỡ bàn. Đó. Giá cho tất cả mọi người, ai cũng có thể là chúng ta sưu tầm, chúng ta chơi như được nha. Giá cả thì nó cũng rất là nhẹ nha. Rồi, đo thông số cho mọi người xem. Rồi, hoành tại vị trí đó là 26 nha. 26. Chiều cao cây là 25. Phủ tán thì 25, chậu này chậu lục giác. Kích thước là 20. Kích thước là 21 và chiều cao chậu là 15 phân. Một cây Hải Châu, một cốt ba thân. Tam đa. Một cốt ba thân, tam đa. Giá rất là nhẹ cho mọi người chơi nha. Rồi, cây Hải Châu này thì giao lưu mọi người giá 550k bao ship. 550k bonsai đường thi bao ship cho mọi người nha. Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay là cây bạch chỉ. Một cây bạch chỉ hai thân nha mọi người. Một cành trực, một cành bay. Cây này được vào một cái chậu men Trung Quốc, khá đẹp rồi. Chi cành thì quá ok nha mọi người. Dòng bạch chỉ thì người ta hoa trái thì rất đẹp. Thì mà sao thì có chèn hoa trái ở đầu
cái phần giới thiệu của cây thì mọi người xem tham khảo nha. Rồi đo thông số cho mọi người xem. Cái này quanh của cái bộ đế là 47 nha mọi người. Cây rất lớn nha. Quanh thân cây cây lớn là 26 nha mọi người, 26. Cây này chiều cao cây tính từ mặt chậu là 40. Củ tán là 53. Chậu này là chậu chữ nhật. Kích thước là 26 và 35. Chiều cao chậu là 12 phân. Một cây bạch chỉ dáng trục hiền. Cây rất đẹp cho mọi người. Rồi, cây này thì giao lưu mọi người giá là 1.300.000 bao ship. 1.300.000, tôi sẽ thường thi bao ship cho mọi người nha. Thì mọi người quan tâm cây nào thì hãy nhớ xem kỹ video, nắm rõ kích thước và hình dung được độ lớn thực sự của cây và gọi điện trực tiếp cho bonsai thường thi. Đó, thì mọi người hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để xem được nhiều cái video kế tiếp và ủng hộ cho bonsai thường thi. Rồi xin cảm ơn mọi người.